Xin chào các bác. Bây giờ là đâu đấy gần 12 giờ đêm rồi các bác. Sắp sang đến ngày mùng 7 Tết rồi. Vẫn là Tết các bác nhé. Tết thì ở quê thì chúng tôi thì thường từ xưa đến giờ thì phải hết ngày mùng 7 mới là hết Tết các bác. Đấy. Hết ngày mùng 7 mới là hết, gọi là mùng 7 Tết ấy. Sau đấy thì không gọi là Tết nữa. Thì chào đón các bác trở lại với chuyên mục Làm cây đêm các bạn. Làm cây đêm là bởi vì ngày không có thời gian, đơn giản thế thôi các bạn. Chứ chẳng ai muốn đêm quay phim các bác để làm gì, nó không rõ ràng lắm. Làm cây đêm thì nhiều, nhưng mà để quay phim làm chương trình thì thực tế là nó không được sắc nét bằng ban ngày các bác ạ. Đấy thì hôm nay tôi lại làm một cái sinh quê. Bé nhà hàng xóm khóc khiếp quá nên tôi nói nhỏ một chút các bác nhé, nhà nó hơi sát nhau. Đấy thì một cây sinh quê cao tầm 35 phân, đấy 35-40 phân gì đấy. Và nhìn nó rất là hiền, các bác nhìn thấy không? Nó có hơi hướng của tự nhiên và nó rất là hiền, đậm chất xanh quê. Đấy, và nếu các bác nhìn trực tiếp thì nó rất là già. Già từ thân bệ cho đến chi rằm, rất là già. Thế thì nó là một cây cũng hòm hòm rồi. Và cũng chia sẻ với bác là trong cái thời tiết như này, rét khô, rét và khô như này và gió các bác nhé, rét khô và gió đến người cũng cảm thấy da rẻ nó khô các bác, cũng chỉ là cái cây. Thế và bây giờ chúng ta cắt ra thì thực tế là nếu cái thời tiết như này thì không thể nảy mầm được. Đấy, và ngại nhất là bị khô mất răm, mặc dù cắt xong rất đẹp đẽ rồi, bị khô bỏ đi. Đấy thì xanh quê nó khó nuôi lại rất là vất vả. Xanh Nam Điền thì khác các bác nhé. Xanh Nam Điền mà khô nó vẫn nảy lại, vẫn nếu có bị khô nó nảy lại vẫn rất nhanh. Nhưng mà xanh quê thì chậm lắm. Đấy. Thì cái điểm hạn chế của xanh quê là như vậy, người ta ngại chơi ấy. Và cái thời tiết rét mướt này thì bác hạn chế các bác nhé. Thì tôi vẫn cứ cắt nó đi. Bởi vì nó cũng đang lởm chởm quá, nhìn nó rối mắt. Thì tôi làm để cũng cốt là phục vụ chương trình các bác xem, và cũng là cái thú vui của tôi quay phim tào lao nói chuyện dăm ba câu chuyện với các bác, nói với qua cái màn hình. Đấy, nói chuyện mình nó quen rồi các bác. Thì tào lao chút thì phải có chất liệu, nói không với các bác thì các bác chẳng có gì xem, thì ai nghe, thì có cái cây để diễn cho các bác vừa nói dăm ba câu chuyện rồi vừa là những cái kiến thức về cây các bác ạ. Đấy thì các bác hạn chế cắt vào cái thời tiết như này các bác nhé, rét rất khô rất hại các bác nhé, nhất là xanh quê. Đấy các bác ạ, và với những cái cây chi dăm nó già như này này, đấy những cái dòng này là nó rất dễ bị bỏ những cái đầu dăm này. Đấy các bác nhé. Thế bây giờ tôi vẫn cứ cố gắng tôi chia sẻ lại cái kỹ thuật thu dăm để được cái bóng tán mà như mong muốn các bác nhé. Như mong muốn các bác nhé. Vậy các bác muốn bay thì các bác nuôi nó dài thêm chút. Nhưng tôi thích rụt và thích chùn lại thì tôi là thu ngắn thôi các bác nhé. Đấy, một cái xanh quê. Rất hiền tử. Tôi làm các bác nhé. Tôi dựng cái máy quay lên để tôi làm. Đấy, nay đi ra chợ đồ cũ là mua được cái chân camera này. Đấy, cái chân cũ nó bị hỏng. Tôi đấy thì mua nó cũng như mới, rất hay. Ra đấy nhiều đồ hay lắm các bác. Mà đấy, chia sẻ ngoài luồng tí là các bác nào mà nhiều khi nó chủ yếu là các bác thợ, trên rồi dưới biển cái gì cũng có, từ điện thoại cho đến đồ điện tử, cho những cái dây dợ, thậm chí dép cuốc và dây lưng, những cái cũ nát người ta vẫn mang ra bán.
Có những người thì mua về để dùng, điều kiện kinh tế không có. Có những người thì mua về để trang trà, để đại loại là tân trang để bán lại. Có những người thì sống hoài niệm, có những cái đồ kỷ vật gì ấy nó lại hỏng một số cái bộ phận thì người ta tìm cái đồ cũ người ta về người ta thay. Hoặc đơn giản người ta đang bị mất những cái đồ nó như thế và người ta ra đấy người ta kiếm lại được những cái đồ na ná, thì đấy là một cái nơi cũng rất là hay. Và nó bán cũng khá là đắt các bạn. Đấy, quay trở lại tôi làm cây này các bạn nhé. Còn nhập nhập sơ bộ thấy nó bỏ năm khá khá luôn.
Đây, nó đây các bác ơi. Đấy, dăm như dăm dúi các bạn. Và các bác nhìn thấy rõ hơn chưa? Các bác nhìn thấy rõ hơn chưa? Chân bệ này, chân bệ có nhưng không quá dày nhưng mà khá khá, ổn. Chân bệ các bác nhìn thấy cái vệt cốt chậu và cái độ tuổi của nó chưa? Đấy, sần sùi như da cóc mà các bác. Đấy. Đây này, các bác nhìn này, chắc phải ban ngày. Đấy, đợt trước tôi bỏ cái rễ này đi này, thấy răng cái chậu này này. Thì lại sang đúng mùa đông đâm ra là cây nó cũng chậm. Cây nó cũng chậm. Đấy. Thần nha. Đấy, mặt nào cũng chơi được các bạn. Đấy thì nó vặt xăm ra thì các bác nhìn thấy nó sạch sẽ, nhìn nó sướng đúng không? Cái bonsai nó là vậy mà. Lá chơi cũng đẹp mà không lá chơi răm cũng rất phê. Chính vì mặc vì lý do đó mà tại sao mà người ta cứ vặt lá ra là lại nhào nhào ra vào mùa, cướp nhau mùa những cái cây mà ưng ý. Đấy, chứ còn để lá thì lại chẳng ai hỏi đến. Đấy, chỉ có thợ may ra vặt ra người ta mới nhìn thấy mà. Nó lộ những cái đường thân, đường chạy, chi dăm, những cái điểm yếu, điểm mạnh người ta nhìn thấy hết. Đấy, và người ta sáng rực mắt là múc. Đấy các bác ạ. Thì đấy, thì chia sẻ một chút các bác kinh nghiệm về làm dăm của em nhé, cũng chẳng dám dạy bảo gì ai đâu nhé, nhưng mà cái cách làm của em ấy, tức là cố gắng làm cho nó hài hòa nhất và nó không bị những cái khẩu độ bị trống, những khẩu độ bên trong. Chúng ta nhiều bác làm ở bên ngoài rất đẹp nhưng lại bị trống bên trong, rồi là có những cái điểm nó xa nhau quá, đâm ra là nếu mà có bóng thì không sao nhưng không có bóng nhìn rất buồn cười, tức là vặt lá thì nhìn rất buồn cười. Đấy thì cố gắng như này, có thể là như nhịp cắt này các bác bị hụt cái tán nó bị chậm vào trong, nhưng sau này đẩy càng ngày càng dài, chúng ta chơi lâu dài mà, càng dài thì nó sẽ càng rụt rịt, mình sẽ càng đẩy những cái dăm nó chạy rích rắc khắp nơi. Thì dần dần nhiều năm, ví dụ mình cắt đây sau nó ra một hai cái đây thì mình lại cắt đây, xong dần dần ổn định, nó sẽ ra đúng cái form chuẩn luôn, và dăm khi mà tuốt lá nó cũng sẽ nguyên cái form này luôn, và đến cái lúc độ nó ổn định đến cái nỗi mà không thể phá nổi tán nữa các bác nhá. Thì nó cũng không thể là ngày một ngày hai nữa, tính bằng tháng, bằng năm, tính bằng năm các bác. Đấy, và có những cái dăm chúng ta nuôi ở thời điểm này, ví dụ như cái dăm này chẳng hạn, ở thời điểm này ta nuôi rất ok nhá, nhưng thời điểm khác ta lại sẵn sàng ta bỏ nó đi, ta lấy những cái mới nó tốt hơn, nó hay hơn, nó có những cái đường chạy hay hơn. Đấy các bác, bởi vì là vì sao mà nhiều lúc những cái dăm nó rất là đẹp rồi, tại sao ngày trước thấy bác nuôi, bác cái tỉa bác lấy mà bây giờ bác lại bỏ đi, ví dụ như thế này. Đấy, vì sao là vậy? Thì cứ chơi nhiều, cắt nhiều là ra được các bác, ra cái phong cách của các bác thôi. Rồi, chắc là khuya lắm rồi các bác. Bây giờ là sáng chứ không phải khuya. Đấy, các bác nhìn thấy xa trắng ra đấy không? Bỏ đi rất nhiều. Hy vọng là nó không bị bỏ dăm nữa. Vì nó già, nó rất là cỗi. Rất là già. Đấy, dăm các bác nhìn nó cứ như bàn tay ếch như này. Những người xưa mà không biết làm dăm cây này là nó lục cục ngay, nó phải bỏ nó đi, nuôi lại. Ví dụ những cái điểm đầu mà nó bị lục cục như này là bỏ hết đi. Nhưng nó là chỉnh lại hết rồi. Đấy. Các bác nhìn thấy ổn không? Ổn đúng không? Ổn không? Thưa đi, dăm đi rất nhiều nhưng vẫn thấy ổn đúng không? Các bác thấy không? Không tối như vừa nãy nó còn lá đúng không các bác? Rồi, xin cảm ơn các bác, chúc ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.